Hiếu Nghĩa và Hồng Loan kính chào quý khán giả. Rất vui khi lại được gặp quý vị trong chương trình Mua Gì Ở Đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Thưa quý vị, Mua Gì Ở Đâu hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích về chủ đề thực phẩm và đặc biệt các sản phẩm đang được ưa chuộng trên thế giới trong mùa Halloween cũng như quy trình chế biến nên những thỏi sô-cô-la từ trái cacao Việt Nam sẽ là những thông tin hay mà quý vị khán giả đừng nên bỏ lỡ trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, vào những ngày cuối tháng 10 này, các cửa hàng chuyên bán các loại đồ hóa trang lại bắt đầu nhộn nhịp. Theo ghi nhận, các sản phẩm phục vụ dịp lễ Halloween tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay khá là phong phú và mang đậm màu sắc kinh dị. Theo ghi nhận, các mặt hàng trang phục hóa trang năm nay khá bắt mắt. Từ tạo hình của các loại quà tặng hoặc đồ trang trí mang hình dáng ma quái của phù thủy, bí ngô, cho đến các loại mặt nạ, mũ nón, quần áo cũng hết sức đa dạng về chất liệu và kiểu dáng. Năm nay thì có nhiều mẫu mã đa dạng hơn, màu sắc nó cũng dễ thương hơn. Cái nhu cầu hóa trang thì ngày càng nhiều á, nên cái lượng tiêu thụ trang phục thì thấy nó nhịn hơn mọi năm rất là nhiều. Theo các đơn vị bán hàng, giá cả của các loại trang phục hóa trang mùa Halloween năm nay không biến động, thậm chí giảm so với năm trước, dao động từ 50.000 đến 700.000 đồng một sản phẩm, tùy thuộc vào chất liệu và mẫu mã. Đáng chú ý là các mẫu trang phục hóa trang dành cho các bé cũng hết sức ngộ nghĩnh và đáng yêu, với đủ kiểu dáng màu sắc bắt mắt. Thị trường của các loại quà tặng mùa lễ năm nay cũng hết sức đa dạng, đáp ứng nhu cầu chọn lựa của khách hàng. Bên cạnh các sản phẩm hóa trang cho dịp Halloween, những ngày này, các mẫu lịch Tết cũng đã bắt đầu rục rịch được tung ra thị trường, ghi nhận của phóng viên chương trình Mua Gì Ở Đâu. Dạo quanh các nhà sách tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này đang tràn ngập các ấn phẩm lịch Tết 2018 được trưng bày đẹp mắt. Màu sắc chủ đạo trong lịch Tết năm nay là màu đỏ, điểm nhấn vẫn là các sản phẩm chứa đựng tinh thần văn hóa Việt. Năm nay thì cũng nhiều mẫu mã như mọi năm thôi. Cách đây mấy năm những cái đề tài giống như là lịch sử nói về Bắc Hồ hay là đại tướng Võ Nguyên Giáp thì hoặc là những cái 365 món ăn bổ dưỡng. Giống như mọi năm, lịch blog là phân khúc nóng trong thị trường lịch Tết khi các nhà in cũng như công ty xuất bản đưa ra hàng loạt sản phẩm có thiết kế bắt mắt, đa dạng nội dung, kích thước, mẫu mã với mức giá từ 200 đến 500 nghìn đồng. Trong khi đó, giá bán các loại lịch để bàn, lịch sổ, bưu thiếp, lịch lò xo không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Theo nhận định của nhiều đơn vị kinh doanh, đến giữa tháng 11, cuộc đua giảm giá lịch sẽ quyết liệt hơn để thu hút sức mua của khách hàng. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện mua sắm thuận lợi cho khách hàng, vừa qua Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đã chính thức đưa vào hoạt động hai cửa hàng Co-op Food tại quận 9, nâng tổng số cửa hàng Co-op Food tại Thành phố Hồ Chí Minh lên con số 171. Nhân dịp khai trương, hai cửa hàng Co-op quận 9 đã tung ra chương trình khuyến mãi rộn ràng nhận quà với ưu đãi giảm giá đến 49% các mặt hàng. Ngoài ra, khi đến mua sắm tại đây, các khách hàng cũng sẽ được tham gia chương trình mua hàng nhận quà cả nhà đều thích. Theo đó, với hóa đơn mua hàng trị giá từ 200.000 đồng trở lên, trong đó có 20.000 đồng đến từ mặt hàng thực phẩm tươi sống, khách hàng sẽ nhận được một phần quà trị giá lên đến 500.000 đồng. Sau khi diễn ra vào ngày 18 tháng 10, chương trình sẽ tiếp tục được diễn ra ngày 24 tháng 10 tại hai địa điểm Co-op Food 162A Mang Thiện, phường Tăng Nhân Phú A, quận 9 và cửa hàng Co-op Food số 64 Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9. Nhờ vào lợi thế linh hoạt về diện tích kinh doanh, các cửa hàng Co-op Food ngày càng len lỏi vào sâu trong các cụm dân cư để đưa hàng bình ổn đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả, cùng việc kèm theo các tiện ích như đặt hàng, giao hàng, giữ xe, tiện lợi cho người tiêu dùng. Hẳn là nhiều người trong chúng ta đều thích ăn sô-cô-la vì vị ngon ngọt đặc trưng của nó cũng như những lợi ích cho sức khỏe mà sô-cô-la mang lại. Thế nhưng, ít người biết được việc chế biến các sản phẩm sô-cô-la sẽ diễn ra như thế nào. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi quy trình sản xuất sô-cô-la tại công ty Puratos Grand Place Việt Nam. Bật mí với quý vị là nguyên liệu làm nên các loại sô-cô-la là từ trái cacao. Và cacao Việt Nam thì hiện có tới hơn 90% là sản phẩm cacao lên men. Kích cỡ hạt đạt trung bình 80-100 hạt trên mỗi lượng, được xếp vào loại cacao có chất lượng cao nhất thế giới. Với số lượng ít, nhưng cacao trồng ở Việt Nam có hương vị thơm ngon đang thu hút rất nhiều ông lớn trong ngành hàng chế biến thực phẩm.
Sản phẩm cacao có xuất xứ từ Việt Nam được các công ty thu mua đánh giá với chất lượng cao nhất châu Á do được lên men đúng quy trình, tích hợp để chế biến thành sô-cô-la nguyên chất. Trái cacao được chuyển đến nhà máy, cân và đánh giá chất lượng, chọn ra trái tốt nhất, sau đó đem đập để lấy hạt. Thời gian, nhiệt độ và việc đảo hạt trong thùng là những yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo quá trình lên men tốt và phát triển đúng mùi hương. Tiếp theo đó, sấy khô hạt bằng phương pháp dùng năng lượng mặt trời trong nhà kính sẽ đảm bảo cho quá trình sấy hạt diễn ra chậm và tốt nhất, giúp mùi hương được phát triển tốt trong suốt quá trình lên men. Hạt sẽ được phân loại và loại bỏ những phần dư thừa. Sau khi phơi khô, đội ngũ kiểm tra chất lượng sẽ kiểm tra chất lượng hạt thông qua phép thử cut test. Chị Lan có thể chia sẻ là hiện nay có bao nhiêu loại sô-cô-la đang được sản xuất tại nhà máy của mình không ạ? Thì hiện nay á, trong ngân hàng dữ liệu của công ty Burotop Brandley Việt Nam á, thì có khoảng hơn 3.000 công thức để sản xuất ra những loại sô-cô-la khác nhau. Tất cả sản phẩm sô-cô-la được chia làm hai dòng chính, đó là sô-cô-la nguyên chất và là sô-cô-la cầm bao. Vậy thì những mùi vị cũng như là định dạng của sản phẩm sô-cô-la của mình như thế nào hả chị? Thì mùi vị thì trong hai dòng sản phẩm chính sẽ có 3 chủng loại mùi vị, đó là sô-cô-la đen, sô-cô-la trắng và là sô-cô-la sữa. Thì đối với dạng thì mình sẽ có 3 dạng là sô-cô-la mà dạng sệt, dạng rắn và dạng lỏng. Và trong từng cái dạng thì có những cái hình dạng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng. Chị Lan có thể chia sẻ là khi mà sản phẩm hoàn thiện á, thì các hoạt động để chúng ta có thể đánh giá được chất lượng của sản phẩm sẽ được tiến hành như thế nào ạ? Công ty Burotop Brandley Việt Nam có một hệ thống quản lý chất lượng rất là chặt chẽ. Từ khâu là kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào cho đến là sản phẩm đầu ra. Thì tất cả những cái tiêu chuẩn mà để kiểm soát á, thì dựa vào quy định của luật vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng như quy định của tập đoàn, như là kiểm tra về vi sinh, kiểm tra hóa lý và kiểm tra cảm quan trước khi mà sản phẩm đưa tới đến tay khách hàng. Dạ. Kiểm tra cảm quan là như thế nào? Kiểm tra cảm quan là chúng ta sẽ có một nhóm hội đồng, một nhóm người là được đào tạo những cái kỹ năng chuyên biệt mà để nhận biết được những đặc tính của sản phẩm đó là gọi là hội đồng cảm quan. Chương trình, Hồng Loan sẽ giới thiệu đến quý vị cũng như anh Hiếu Nghĩa một món cơm vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt, lại rất dễ thực hiện. Chà, một món cơm rất là ngon hả? Nghe sao mà tò mò quá. Có lẽ là ngay sau khi theo dõi chương trình thì Hiếu Nghĩa cũng như quý vị có thể bắt tay vào trổ tài thực hiện món ngon này cho bữa cơm đầu tuần của gia đình mình. Rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn Sài Gòn Co-op đã đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng.
Và quý vị khán giả đừng quên truy cập fanpage chương trình Mua Gì Ở Đâu để tham gia các mini game với các phần quà hấp dẫn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.